Tại bác ạ. Thứ 6 và thứ 7 nhé, bàn tay của bác. Chiếc xe Toro 2019 bao zin 0.0025 không gặp nước. Anh em cứ đi về bảo dưỡng ở đâu mà ta đã cũng chẳng gặp nước ngay đây. Em nhận bảo xe khoảng 25 triệu. Vâng, đừng có hãy nhau chưa. Đấy, hồ sơ là bao tên thứ 5 hoặc thứ 3. Tại trên thành thất là thứ 3 thứ 5 thứ 5 tên rồi. Thế hai ngày đấy, rồi là sau ngày 26 rồi. Chúc anh đi tốt một đời. Vâng, bác chủ đã hoàn tất thủ tục và bác lên xe đi xe về với quê hương Thạch Thất nhá. Đó. Ông anh đi con Tucson này lên mua chiếc bán tải Chevrolet Corolla về phục vụ công việc. Chúc anh em đi tốt thủ bền nhá. Các bác đã rời cửa hàng. Cửa hàng em nội còn rất nhiều xe bán tải đây quý anh chị nhá. Anh em nào mà có nhu cầu về các dòng xe bán tải này thì bên em Lợi phục vụ nhiệt tình nhé. Sáng nay thì bên em Lợi có bán nhận cọc chiếc Triton bản Pre này rồi nhé. Đấy, chiếc này thì đã nhận cọc về với anh em Phú Thọ rồi. Đấy, và hôm nay bàn giao chiếc Corolla cho anh em rồi. Đấy, chúc anh em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Chúc mọi người mọi bác tài bình an trên mọi nẻo đường nhé.